cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Loan, chủ tịch công đoàn nhà trường. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong năm học vừa qua, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên mọi mặt. Và để đạt được những thành tích đó, chúng ta phải kể đến công lao đóng góp to lớn của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và của tập thể các em học sinh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Ngay sau đây, tôi xin được trao thưởng cho các em và các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Và về tập thể học sinh đầu tiên, tôi xin được chúc mừng 12 lớp đạt danh hiệu lớp nghiên cứu xuất sắc năm học 2022-2023. Đó là các tập thể lớp 1A1, 1A3, 1A4, 2A3, 3A1, 3A2, 3A3, 3A5, 4A3, 5A1, 5A3 và 5A5. Xin mời các lớp cử đại diện lên trên sân khấu nhận phần thưởng. Giải khuyến khích trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi các quận.
Trần Thị An, lớp 3A5, bạn Nguyễn Phương Nhi, lớp 3A5.